Rồi xin chào quý khách đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Hôm nay em có lên cho mình lô máy chữ Q 15 máy nha mấy anh. Đó. Rồi lấy cái bảng rồi số điện thoại để đặt hàng nè là 0913136620 ha. Rồi mấy anh có mua hàng hoặc kết bạn thì qua cái số này để mình xem máy trực tiếp qua Zalo nha. Thì như hôm qua là em có lô máy like lô máy chữ B 12-20 máy đó mấy anh. Em có chơi một cái mini game nho nhỏ ha. Thì hôm nay em sẽ công bố kết quả mini game như đã hứa ha. Thôi có anh nào trúng mà em tặng cái đầu máy, cái đầu máy hôm qua đâu không đem ra đây, em sẽ công bố kết quả cho mấy anh. Cái tờ tiền hôm qua là đây MM17073164 nha mấy anh, hai cái số cuối cùng là số 64 đó mấy anh, nhìn rõ không ha, số 64. Và cái đầu máy hôm qua em tặng thì nó vẫn còn nằm ở đây đó. Thì em sẽ công bố cho mình số kết quả có ai trúng không nha. Đây 25 18 63 nha anh, đúng ly gì nè, 63 chứ không phải là 64 nha, của anh Mai Văn Biểu hôm qua. Không không, anh đam mê cây cảnh là 68 ha. Em hôm qua em có lướt sơ thì em thấy có hai anh gần đúng chứ chưa có ai chính xác nha mấy anh, là 63 và 65. Chứ 64 thì em chưa có thấy. 82 30 54 73 14 11 số 10 75 09 31. Em sẽ đi từng người cho mình coi luôn. Đó, 17 nè. 07 14 15 13 45 87 30 28 29 02 39 85 23 16 01 50 21 24 27 73 26 41 51 65 ha. 72 61 đó. Kinh. Kinh mà chưa có trúng nghe mà, không mà trúng à đó. Thì mấy anh có thể vô trang YouTube của em mấy anh kéo xuống ha. Thì sẽ coi được cái số nha. Đó, 23 là cuối cùng ha, không anh nào trúng nha, có hai anh là xém trúng chứ chưa có trúng. Đó, thì chúc mấy anh may mắn lần sau ha. Giống như mình mua số kiến thiết đi mấy anh còn tốn 10.000, còn cái này là chỉ đoán số thôi ha, cho anh em mình vui nha. Thì hôm nay sẽ có hai anh gần trúng, hai vài ngày nữa sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ nữa. Thì mấy anh cố gắng ủng hộ em nha mấy anh. Lên chơi game cho nó vui thôi. Như vậy là thấy đó rất là vui rồi. Đó, em chơi là minh bạch công khai rõ ràng nha. Trúng thì tặng, còn cái này là không ai trúng ha. Đó, cho nên là lấy tờ tiền lại. Rồi, hôm qua cũng cảm ơn mấy anh rất là nhiều nha, bỏ ra một thời gian ít ỏi chơi game với em Út ha. Rồi em sẽ quay lại chương trình bán hàng nha. Cũng mong mấy anh trúng lắm để tặng cho mấy anh, có đúng như em nói không? Để em định là anh nào trúng em sẽ công bố địa chỉ, số điện thoại cụ thể cho mấy anh để mấy anh xác nhận luôn. Nhưng mà cái game này hôm qua nay thì chưa ai trúng. Rồi, em quay lại nha. Hôm nay em lên có là T-Game 4 nè. T-Game 28 chứ. Mitsu 261, Mitsu 26, Ryubi, Kiwis 260, Mitsu 231, Gubin, trợ lực ha. Ryubi. À, Ryubi này thì Ryubi này bên đây thì Ryubi nhỏ hơn này, xài động cơ tên là 20 Makita, Shingu, Tanaka 2 trống, G2KC, Tanaka và Shindewa 2201 nha. Đó, giá dao động là 1 triệu một cây trở lên ha, 1.2 triệu, 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu, 1.8 triệu, 2 triệu cho đến 2.4 triệu nha. Rồi hình thức mua hàng thì em có công bố số điện thoại nha, hay mấy anh thấy không rõ thì mấy anh có thể chụp hình này lại. Rồi bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng nổ máy trước khi nhận nha, không lấy cọc nha mấy anh. Em bao ship tới nhà kèm theo 6 món phụ tùng cho mình, là một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi đầu dao nè, một sợi dây đeo, một cái ổ cước 4 chấu, trong ổ cước này có dây cước luôn đó, một cái đĩa dài ha, đĩa mới nha, ba tắc, rồi kèm theo một cái trắng cỏ, trên máy không có thêm cho trắng cỏ mới nha. Còn cái đĩa tròn này á, là mình có thể quán đổi vô ổ cước và đĩa dài, hoặc là mấy anh mua thêm ha. Ví dụ như đủ 6 món mà anh lấy thêm đĩa tròn thêm giùm em 50.000. Cũng thôi mấy anh quán đổi, mấy anh nói cho mấy anh ổ cước đĩa dài hoặc là ổ cước đĩa tròn thì em sẽ quán đổi theo yêu cầu của mình, mục đích sử dụng của gia đình ha. Cái này là cái gom cỏ mình em bán thêm nha mấy anh, 100.000 một cái ha. Mấy anh mua máy mua gom cỏ thì em bao ship nha. Còn cái này là nhớt 2 thì, bình này 1 lít 100.000 nha.
Mấy anh mua máy, mấy anh phải chuẩn bị xăng, mình pha duy nhất đặng mình có mà mình test nha mấy anh. Tỷ lệ pha là 1 lít xăng, pha dùm em 40 ml nhớt 2 thì. Đây cái bình nhớt của em nó có cái miêu bên hông cho mình lường luôn. Mấy anh bóp mà nhớt nó sẽ qua. Đó, nó rất là hay là cái chỗ đó ha. Khi mà mấy anh lường theo tiêu chí đúng liều lượng như thế này thì máy xài cực kỳ bền nha. Mấy anh mua máy mua nhớt thì em bao ship tới nhà. Đó. Rồi bây giờ em sẽ vô cây Q1 đầu tiên. Cái xin đây qua này là bán giao lưu với mấy anh chơi chứ bán không có lợi, cây này bán lỗ nha. Đó. Nhưng mà bán giao lưu ha. À, nhiều anh nói á, có anh lên bình luận bán không lợi bán làm gì. Nhưng thật sự trong những nguyên lô 15 cây này chỉ có cây này không lợi thôi, còn mấy cây này lợi ha. Lợi mỏng nha, chứ bán mà không lợi thì không ai làm đâu. Mà hôm em bị một anh nói như vậy thì cho nên là từ đây tới là gặp la nè, em sẽ nói kỹ hình thức là bán tại sao không lợi ha. Máy này zin toàn phần nha. Đã nổ rồi, bao ship tới nhà phụ tùng 6 món giá 1 triệu nha. Về bao xài cho mấy anh luôn. Nhận máy, test máy nổ mới nhận ha. Chứ em không có mà bắt mấy anh trả tiền rồi không kiểm tra hàng đâu. Cái đó là cái quyền lợi nha, tới chỗ mình cứ kiểm tra vô tư ha. Shop người ta cho kiểm tra hàng mà shipper không cho kiểm tra hàng, cứ điện thẳng cho em. Em làm việc shipper. Đó. Cái này chạy chế zin luôn nha. Chế zin theo máy tiết kiệm xăng nha mấy anh. Ui đứng rồi máy chạy rất khỏe, rất là bốc nha. 22cc tôm liền tôm nhựa ha. Cái này thì cái mẫu máy nó nói chung là cái áo nó không có được sáng nha mấy anh, nhưng mà bù lại thì máy zin chất lượng, bao chạy khỏe ổn định ha. Đó, đầu bò zin, một tay cầm ra giữ ha, công tắc ở đây. Mấy anh nào mà cắt cỏ trong vườn cây ăn trái mà nhánh tược nhiều thì mấy anh lấy một tay cầm đi, nó không vướng víu ha. Còn mà xài hai tay cầm quen thì nói với em lên hai tay cầm miễn phí cho mình, em thu lại cái này chừng nào khách yêu cầu thì em làm cho khách khác thôi chứ không có gì. Chốt thì Q1 giùm em. Chứ cái kỹ sư Nhật người ta thiết kế rồi chứ không phải là không xài được ha. Mỗi anh cứ gặp cái mấy anh cứ thay đi em, thay đi em. Nhưng mà nhiều khi cái một tay cầm này nó hay mấy anh. Mấy anh máng qua đeo vô đây, mấy anh quải vô cổ thì cái máy nó đã vững rồi. Tay phải mình lên ga, tay trái mình cầm cái tay cầm này thì mình tập trung vô mình phát thôi chứ đâu có gì đâu. Ví dụ như cỏ chỗ đó nó mỏng, nó nhỏ thì mình lên nhiêu ga thì mình tập trung mình phát. Cỏ nào dày, cao, lên hết ga thì mình cứ phát thôi, tùy theo chỗ chứ đâu phải mà mình cứ lên lên xuống đâu. Nhiều anh sợ không khó xài, không có khó đâu. Mà nhiều khi một tay cầm này nó có cái điểm hay của nó. Mấy anh chốt về Q1 giùm em. Rồi cây thứ hai là Tanaka chữ A. Cũng zin toàn tập ha. Bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng chế zin quanh rồ rồ. Đó, màu cam phối với màu đen ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Đó, có chân chống hình chữ A, nên bên em gọi là Tanaka chữ A. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông ha. Ga đó tắt ở đó luôn, rất là tiện luôn nha. Máy zin toàn tập giá 1,2 triệu nha mấy. Quá rẻ quá hời luôn. Mấy anh chốt là Q2 giùm em ha. Số tự là Q2. Đầu bò zin, đầu bò có chén chống mòn đầu ốc nha. Đó 1,2 triệu cho Q2 nha. Máy rất là đẹp nha em ạ. Tiện lợi dễ sử dụng, zin toàn tập cho mình luôn. Rồi, em sang G2KM ha. Nó với thằng G2KC thì cũng chung một cái đời máy thôi. Đó. Công suất tầm 23cc, nồng 32 ly nha em anh. Chạy chế hai kim, chế zin quanh bờ rồ theo máy ha. Bình xăng lớn zin. Đó, chế này tiết kiệm xăng lắm nha em anh. Bên em là chế zin là em để chế zin luôn cho mình. Đó, công tắc nè.
nằm trên đầu máy ha, tum liền tum nhựa nha, mà cái tum ta dày lắm nha, có chân trống nữa nè, đó bằng sắt luôn. Hai tay cầm ga giữ trắng cỏ đầu vòi zin ha. Q3 32 ly 1,3 triệu nha em. Đó mà anh chốt số này thì Q3 giùm em. Ga lẻ đây anh ơi. Chút nữa dẹp sao. Rồi em sang cây Tanaka 2 trống nha. Máy gọn nhẹ chạy bốc lắm. Công suất là 21cc, nồng nó 31 ly. Đó. Chạy chế zin quanh pro, le đỏ tự động ha. Đó, đóng le mình lên ga tự nhảy mở le nè. Rất là xịn sò và máy này trọng lượng rất là nhẹ nha em ơi. Nhẹ chạy bốc hay phát cỏ gia đình rất là ngon. Đó, công tắc zin nè. Tum liền tum nhựa đâu ha, có chân trống ha. Đó, chân trống rất là cao. Rồi ga giữ hai tay cầm, gắn cỏ đầu bò zin theo máy ha. Q4 31 ly 1,4 triệu nha em anh. 1,4 triệu cho cây Tanaka 2 trống ha, rất là nhẹ nè, em cầm tay trái nè. Cái tay không có thuận đó. Nhẹ hiều luôn. Để tiết kiệm xăng cho mình. Rồi kêu dít. Cái kêu gít này nồng nó tới 34 ly lần nha em anh. Công suất 26cc lần đó, chứ không phải máy nhỏ đâu. Nhưng mà cái sát máy nó nhỏ ha, chứ máy chạy khỏe nha. Anh nhìn giùm em cái lốc máy nè. Đó. Chạy chế zin quanh pro ha, một kim ra ngang. Máy này zin toàn tập luôn nha. Đó. Tum liền tum nhựa nha. Đây 26cc nè. Láp bắn tĩnh điện màu hồng luôn. Đầu bò có chén chống quấn cỏ, chén chống mòn đỏ ốc luôn, xịn sò chưa? Hai tay cầm ha, công tắc nè, ga nè. Đó, cốp lưng luôn, 1,4 triệu nha mấy anh. Cực kỳ rẻ, 34 ly có 1,4 triệu hả. Mấy anh chốt thì Q5 giùm em ha. Số thứ tự là Q5. Rồi em sang cây Makita. Makita này chạy tiết kiệm xăng. Không phải, em xin lỗi, bình xăng trên hao xăng, bình xăng dưới chạy nó rất là khỏe nha mà, nó sẽ khỏe hơn bình xăng dưới. Tại vì xăng nó xuống trực tiếp mà nha, nó chạy chế nổi nha mấy anh ha, cho nên cực kỳ khỏe. Mặc dù là máy này nó gọn ha, nhưng mà mấy anh để đi chạy cực kỳ là bốc ha, cắt cỏ bơm nước gì cũng ngon lành nha. Bình xăng zin rồi ha, máy zin toàn tập nha. Khi mà em cho đi hàng em sẽ phát cái van xăng như thế này, chẳng nó hạn chế cái vấn đề là nó bị kẹt lông tu hay là bị vấn đề cháy nổi. Nó bị trên đây ha. Chừng nào mà mấy anh nhận hàng, mấy anh bẻ cái van xăng thuấn gì giùm em ha. Đó, thì mình thử máy nha. Cho xăng nó xuống rồi mình thử máy thôi. Công tắc nè. Tum nhôm tum rời nha. Nói chung đi hàng thì rất là kỹ, tại vì bán bên em không lấy cọc ha. Cho nên muốn khách là thử máy nhận hàng suôn sẻ ha, chứ không để cho máy chụp chặt. Vì khi mà mấy anh nhận hàng thì mấy anh phối hợp giùm em. Đó. Hai tay cầm, ra bóp nha. Ra bóp ùm nhôm theo máy luôn. Trắng cỏ đầu bòi zin ha. Q6 32 ly 1,4 triệu nha em. Đó, số tự là Q6. Rồi kế đến là cây Ryobi. Ryobi chạy động cơ của Mitsubishi tên là 20 ha. Máy nhẹ, máy gọn mà thêm cái có trợ lực giật nhẹ cái nữa nha. Quá đã. Mà cái mẫu máy này đẹp nha, nhìn sạch sẽ sáng sủa luôn ha.
phát cỏ gia đình là quá em thay vậy á. À, nhiều 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 gia đình đó, nhiều anh chị em á mua máy của em mà nói là chị mướn phát cỏ thuê hoài em ơi, cho nên chị muốn mua một cái máy chị phát cỏ gia đình á đó. Đó sẵn chị phát luôn rồi, sẵn nghĩa là phát rất là nhanh, thay vì khi mướn người ta thì phải đợi 1-2 ngày người ta phát bên đây xong ta đợi tua bên kia mà mình không có thời gian đợi á mấy anh đó. Thì những trường hợp như vậy thì mình chốt cái máy như thế này đó, em thấy lâu lâu mình xài đồ đó tiết kiệm xăng lắm nha em, anh giật nhẹ nè, xài không chuyên nghiệp vẫn không không sợ ha. Đó, nghiệp dư rồi em nói chạy chế zin quanh vào rồi le đỏ tự động nha, nè mình le đỏ tự động mà mình đóng le, mình không cần phải mở le mà mình lên ga nó tự nhảy nha, công tắc zin tôm liền tôm nhựa đó, có cái đế ôm mình xăng ha, bảo vệ mình xăng rồi lóc dập mắt in Japan cho mình luôn, hai tay cầm ga giữ đầu bò zin ha, có lưng nữa nè. Mấy anh chốt là Q7 dùm em nha, mấy anh giá 1,4 triệu ha. Q7 30 ly, 1,4 triệu. Ryobi. Ryobi này bên em gọi là Ryobi trái táo ha, hay chứ Ryobi mặt đen cũng là nó luôn nha. Đó, vàng phối với đen nhìn mẫu mạnh mẽ ha mày. Chạy cũng chế zin quanh bờ rồ nha. Khởi động thì mình đóng le, xong mình mở le cho nó thông gió và chạy ha. Bình xăng lớn zin nè. Tum liền tum nhựa nha, Ryobi mẫu vàng quá đẹp. Hai tay cầm ha. Ga nè, kéo lên kéo xuống nè. Tắt nè. Chán cỏ đầu bò zin, đầu bò có chán chống mòn đầu ốc luôn ha. Lắp nè, tem còn đẹp, rất là đẹp. Q8 34 ly 1,6 triệu nha. Máy này thì công suất nó 26cc nha em anh, cho nên em anh phát cước là ngon lành luôn. Đó. Rồi em sang cái nữa là Gobin 251 nha. Nòng 34 ly ha, có trợ lực nha. Trợ lực này trợ lực chả nha em anh. Tóc má áo má cực kỳ đẹp, bình xăng lớn zin ha. Chạy chế zin quanh bờ rồ ra ngang nha. Đây, bên em làm máy rất là kỹ em anh, sạch sẽ thơm tho đồ luôn. Đó. Tum nhôm tum liền nha. Công tắc nè. Rồi có chân trống nữa nè. Đó. Đầu bò trắng cỏ zin, hai tay cầm, ga giữ ha. Q9 34 ly 1,650 triệu nha em anh. 1,650 triệu sở hữu được cái máy xịn sò quá đã rồi. Rồi à, em sang Mitsubishi tên là 261 ha. Lẹ đi. 231. Lộn. Một 31 ly 231cc ha. Chạy chế hai kim le đỏ tự động nha em anh. 261 231 là chỉ chơi chế này thôi. Xịn càng xin xịn. Chạy bốc nha, máy rất là khỏe, chạy rất là tiết kiệm xăng. Zin toàn tập ha. Đó. Lóc dập da ban nè. Có đế bảo vệ bình xăng, ôm bình xăng luôn luôn. Tum gời tum nhôm ha. Đó, máy này ngoài cắt cỏ thì tháo đầu máy ra đấu sạch thuốc ha. Cái bình 25 lít là đấu vẫn được nha em anh. Tắt zin. Hai tay cầm ga giữ ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. Q10 1,8 triệu nha em anh. 1,8 triệu cho 231 ha. Rồi em sang cái tiếp là QVX 260.
Công suất là 26cc nòng 34 ly ha. Có trợ lực nha. Chạy chế 2 kim lê đỏ tự động. Nếu mà anh nào mà có tầm nhìn xa thấy nên lấy cây này đi mà. Mà anh phá cỏ thuê nó rất là tiết kiệm xăng. Mà phá cỏ gia đình, cỏ bự, cỏ to gì là chấp hết ha. Mà giật nhẹ, bền, ít hỏng quạt nữa. Nè, bền xăng lớn zin, tum nhôm tum liền nha. Mấy cái đời này mà em thấy thường thường có trợ lực thì nó sẽ chạy chế 1 kim ha, chết có chế 2 kim mà lê đỏ tự động như thế này lắm. Đó, tính ra nó rất rất là ok luôn, quá ngon luôn á. Nè, có chân trống rồi luôn ha, trắng cỏ đầu bò zin, hai tay cầm ra giữ công tắc trên di đông rồi luôn ha. Q11 34 ly chỉ có 2 triệu thôi nha mấy anh. Là sở hữu được cái máy xịn sò luôn, màu áo đẹp giả mang luôn. Đó. Rồi, máy nó nhìn liền lạc giả mang. Rồi. Đi. Máy cho lực ha. Chạy tôi nhanh ha, cực khỏe nha, tôi rất là lanh luôn, có trợ lực nha, giật nhẹ nhàng ha, màu vàng má sáng nha, quá đẹp, nhìn bu khó nè, bình xăng lớn zin, chạy chế một kim le đỏ tự động nha, có bộ tản nhiệt bằng nhôm đó nè, đó, tum liền tum nhựa ha, bên em gọi là Ryobi, bướm hay là cơm bướm cũng là nó luôn nha, rồi đại máy này công tắc nó nằm trên đây, ga nè, ga giữ ha, đầu bò zin, Q12 34 ly chỉ có 2 triệu thôi nha mấy anh. Sở hữu được cái máy là cái dàn dưới này là cho mang đập cước của tư luôn đó. Rồi. Mitsubishi tên là 26 nha. Đi giật trắng tư luôn ha. Đưa cái đầu ngực và đưa con mắt là nhìn nhắc mà. Công suất 26cc nằm 33 ly nha em anh. Máy này cực kỳ đẹp nha. Bình xăng lớn zin, công tắc nó sẽ bắt đằng trước, công tắc zin theo máy đó nha. Nhấn tư ha, chạy chế 2 kim. Đó, đầu khói nè. Tum liền tum rời nha. Tum rời tum nhựa. Nói mà nói tum liền mà tum rời. Tum rời mà tum nhựa nha em anh. Đây có chân trống nữa nè, đẹp giá mang, lắp dập mắt in Japan ha, nằm trong đây này, tấm nhựa mà, nhựa tấm nhôm, nhựa đồ trắng cỏ nó bể rồi, đầu bò zin nè, lắp UV zin ha, hai tay cầm ra giữ nha. Rồi Q13 33 ly 2,3 triệu nha mấy anh, 2,3 triệu chiếc giá, không cần phải là thỏa thuận gõ, nhìn đi gan cái áo mà gõ. Su 261 đó, zin toàn tập ha, chế này thì chế 2 kim quanh bờ rồ, lóc dập mắt in Japan đó, thì vẫn có cái đế bảo vệ bình xăng, tung gời tung nhôm ha, cái này tung gời tung nhôm thiệt nè em ơi, đó công tắc này. Hai tay cầm ra giữ đầu bò zin, anh nào mà xài máy mà hoài cắt cỏ hoài hay phát thuê rồi mấy anh nên đầu tư những cái máy như thế này đó, tuy rằng là 2,4 triệu nhưng mà phát thuê thì trong vòng vài tháng, một tháng thôi, vài ngày, nửa tháng không tới nữa là mình đã lấy lại cả vốn lẫn lời rồi nha mấy anh, dư lời luôn, dư vốn dư lời luôn ha, thì nên đầu tư những cái máy như thế này đó. Q14 rồi cuối cùng là em sang Q15 Kawasaki TG28 nha. Máy đẹp,
cùng là những cái máy to lớn khỏe. Dân vậy nó nhẹ đó mà. Bình xăng lớn zin ha, cái này thì chế hai kim của anh Pro nha mà. Chị ông định tiết kiểm xăng nha. 28cc mà 34 ly. Nhưng mà nồng, cái nghĩa là nó đổ rất là dày mấy anh. Tay thì to, búa cũng to luôn. Cho nên là đổ rất là dày, chạy siêu khỏe cho mình luôn. Có cái đế ô mình xăng nè. Tum gời ha, mà tum lớn, bố lớn nha. Đây, công tắc nè. 2,4 triệu nha mấy anh. Hai tay cầm ghê giữ, đầu bò trắng cỏ zin ha. 2,4 triệu cho Q15 ha. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.